Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung chính như sau. Ngành tuyên giáo Lai Châu xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đảng, trong xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước. Vườn ươm quế giống của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Vân, rộng hàng nghìn mét vuông ở bản Nậm Hạ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, có dấu hiệu núp bóng để khai thác, nghiền khoáng sản trái phép. Thưa quý vị và các bạn, công tác tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm truyền bá phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vâng, trải qua 92 năm, ngày 1 tháng 8 năm 1930, 1 tháng 8 năm 2022, xây dựng trưởng thành và phát triển, hệ thống tuyên giáo các cấp ngày càng được củng cố kiện toàn, đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng tăng về số lượng, lớn mạnh về chất lượng. Là bộ phận hợp thành trong hệ thống ngành tuyên giáo của Đảng, ngành tuyên giáo Lai Châu đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đảng, trong xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đoàn kết thống nhất, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Ngày 1 tháng 8 năm 1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc bảo vệ hòa bình, Ban cổ động và tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên Ngày Quốc tế đỏ 1 tháng 8. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay, đề rõ Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta, đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó ngày 1 tháng 8 trở thành một mốc son lịch sử đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Trải qua 92 năm dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng. Đối với ngành tuyên giáo Lai Châu, từ khi tách tỉnh năm 2004 đến nay, ngành đã tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu quả đề án, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, đề án nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong công tác giáo dục lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn đã phối hợp tham mưu tỉnh ủy tổ chức các hội thảo khoa học Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu làm theo lời Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu. Đảng bộ tỉnh Lai Châu 70 năm xây dựng và trưởng thành, những vấn đề thực tiễn và lý luận, xây dựng đề tài khoa học cấp tỉnh thực tiễn 15 năm tỉnh Lai Châu cụ thể hóa và thực thi các chủ trương chính sách của Đảng năm 2004-2019. Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới, lĩnh vực khoa giáo được triển khai thực hiện khá toàn diện hiệu quả, gắn với mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tích cực chủ động tham mưu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh việc lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền nhà nước Mông, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Ngành tuyên giáo với cái chức năng là cơ quan tham mưu trực tiếp cho cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng ở các lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, công tác báo chí xuất bản, công tác tuyên truyền, công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ và lịch sử Đảng. Thì trong thời gian qua, ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã thực hiện tốt các cái chức năng nhiệm vụ của mình và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh. Trong thời gian vừa qua, nhất là sau đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công chức viên chức toàn ngành đã thực hiện rất là tốt các cái nhiệm vụ của mình và đạt được những cái kết quả nổi bật trên một số cái lĩnh vực nổi bật như sau. Thứ nhất là đã đổi mới và triển khai quyết liệt việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trong đó chúng tôi xác định và đã thực hiện khá tốt đó là đổi mới cách thức học tập quán triệt bên cạnh học tập bằng hình thức trực tuyến
là trực tiếp đối với các cái nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết đề án kết luận chuyên đề. Đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ tuyên truyền viên đã và đang được củng cố để thực hiện tốt vai trò của mình. Thứ hai là tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện kết luận 21 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Kết luận 21 Bộ Chính trị về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Theo đó thì Đảng bộ tỉnh đã xác định việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, cùng với việc tháo gỡ những điểm nghẽn, những nút thắt để việc học tập làm theo Bác trở thành phong trào, trở thành hoạt động thiết thực và hàng ngày của cán bộ đảng viên. Thứ ba là ngành tuyên giáo đã đổi mới cách thức thực hiện và nâng cao chất lượng việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội thông qua việc đổi mới cách thức điều tra dư luận xã hội và xây dựng lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội để nắm kịp thời, chính xác các cái thông tin từ cơ sở, nhất là những vấn đề về tư tưởng của cán bộ đảng viên. Thứ tư, ngành tuyên giáo tập trung vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thông qua việc xây dựng lực lượng làm công tác đấu tranh một cách rộng khắp, có chất lượng và đấu tranh hiệu quả. Và thứ năm là ngành tuyên giáo quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên thông qua việc củng cố kiện toàn các cái cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo chính trị trong toàn tỉnh. Với những cái kết quả như vậy thì trong thời gian vừa qua, ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã được cấp ủy các cấp đánh giá cao và quan tâm đặc biệt để phát huy tốt hơn nữa cái hiệu quả hoạt động của mình. Từ năm 2004 đến năm 2022, 18 năm đã qua, dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần nỗ lực cố gắng vươn lên của đội ngũ cán bộ các cấp, công tác tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên nhân dân các dân tộc, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là có những đóng góp quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ đề ra. Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo việc học tập quán triệt chỉ thị nghị quyết của Đảng theo đúng tinh thần kết luận số 224 ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng công tác học tập quán triệt chỉ thị nghị quyết của Đảng. Trước hết, trong công tác tham mưu xây dựng kế hoạch học tập thì chúng tôi cũng lựa chọn nội dung đảm bảo một cách trọng tâm, cụ thể, chi tiết để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các triển khai đối với các chi đảng bộ trên địa bàn. Trong quá trình triển khai học tập thì định hướng và các nội dung trọng tâm kết nối để thảo luận, thống nhất cũng như là thực hiện trong triển khai thực hiện. Đồng thời với việc đó thì cũng chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và cũng như là công tác kiểm tra giám sát. Và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các chi đảng bộ thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. Qua đó thì đã góp phần nâng cao cái chất lượng công tác học tập quán triệt chỉ thị nghị quyết của Đảng. Thứ hai là quan tâm bổ sung kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận trên địa bàn thành phố. Hiện nay thì đối với địa bàn thành phố có 2 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, 22 đồng chí là báo cáo viên cấp cơ sở và 213 là tuyên truyền viên đối với các cái nội dung trong các cái chuyên đề mà chuyên sâu thì tôi lựa chọn các đồng chí báo cáo viên có chuyên môn, có cái trình độ chuyên môn sát với cái chức năng nhiệm vụ cũng như là các cái chuyên đề để quán triệt sâu tại các cái hội nghị. Đặc biệt là qua thực hiện thì các cái báo cáo viên cũng đã tích cực ứng dụng các công nghệ thông tin trong quá trình quán triệt và học tập. Thứ ba là quan tâm đầu tư cơ sở vật chất,
đặc biệt là đối với các cái đầu thu cũng như là các cái màn hình nét để kết nối đến 100% các xã phường. Có những cái xã phường là có điều kiện, đủ điều kiện là chúng tôi tổ chức 100% các đảng viên được học tập quán triệt, qua đó nâng cao cái chất lượng tiếp thu các cái chỉ thị nghị quyết từ trung ương, từ tỉnh, qua các báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh và trực tuyến đến tận các xã phường, các đảng viên được học tập, tạo sự thống nhất và đồng bộ trong các triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Với những cố gắng và thành tích đạt được trong suốt quá trình rèn luyện và cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lai Châu đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2009, Huân chương Lao động hạng 2 năm 2016 và được Ban Tuyên giáo Trung ương tỉnh ủy tặng cờ thi đua bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Chúng tôi xác định là công tác tuyên giáo theo đúng phương châm của ngành tuyên giáo đảng của Đảng, đó là tuyên giáo sẽ đi trước để mở đường, đi cùng để đồng hành và đi sau để tổng kết. Thì trong thời gian tới, hoạt động ngành những lĩnh vực, những công việc được ưu tiên đối với ngành tuyên giáo tỉnh ủy Lai Châu, chúng tôi tập trung vào một số việc như sau. Thứ nhất là chúng tôi sẽ củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên, báo cáo viên tuyên truyền viên của các cấp ủy. Chúng tôi xác định rằng đây là cánh tay nối dài, đây là lực lượng, là đội ngũ để truyền đạt, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân nhanh nhất, sâu nhất, kịp thời nhất. Thứ hai, chúng tôi xác định rằng việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sẽ là việc được ưu tiên. Trong đó sẽ theo dõi và tham mưu cho cấp ủy để đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng một cách quyết liệt, một cách kịp thời, đồng thời là điều chỉnh tham mưu điều chỉnh bổ sung những nội dung mà theo yêu cầu của thực tiễn và những chỉ đạo của cấp trên. Thứ ba, chúng tôi xác định là tiếp tục nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn và xây dựng các cái nghị quyết, các cái chủ trương mới phù hợp, sát hợp hơn nữa với điều kiện thực tiễn của địa phương. Thứ tư là nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị, làm cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu hơn, kỹ hơn và có một cái bản lĩnh, có cái tầm nhìn, có cái bản lĩnh về chính trị trước những cái sự trước những cái hoạt động, trước những cái luồng thông tin nhiều chiều của các thế lực, để cho cán bộ đảng viên hiểu và có cái nhận thức đầy đủ hơn. Và thứ năm là chúng tôi quan tâm việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên nhân dân, nhất là những cái vùng còn có nhiều khó khăn, nhất là những vùng bị ảnh hưởng bởi hoạt động tuyên truyền thành lập nhà nước Mông và các thế lực thù địch khác. Và thứ sáu là quan tâm xây dựng lực lượng để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. Chúng tôi xác định rằng việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là vai trò của ngành tuyên giáo mà sẽ trở thành nhiệm vụ và cái nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ đảng viên. Với tất cả những kết quả đạt được, những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn truyền thống vẻ vang 92 năm công tác tuyên giáo của Đảng, toàn thể đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, không ngừng vươn lên vững chắc, chủ động sáng tạo, hoàn thành trọng trách vinh quang mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng giao phó. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 679 ngày 31 tháng 7 năm 2022 về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá. Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý điều hành giá, bình ổn giá các hàng hóa dịch vụ thiết yếu có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức cá nhân, nhất là việc kiểm soát giá các hàng hóa dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh trong các kỳ điều hành vừa qua. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ sau.
các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo điều hành giá trong phạm vi lĩnh vực thẩm quyền quản lý, đẩy mạnh tổ chức triển khai theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải đáp, đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ tăng giá bất hợp lý. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường, cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết kịp thời cho các tháng còn lại trong năm để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp điều hành giá phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 4% đã đề ra. Đôn đốc tổng hợp việc thực hiện công tác quản lý điều hành giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương báo cáo ban chỉ đạo điều hành giá để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch, trung thực thông tin về giá, xử lý nghiêm, quyết liệt theo pháp luật các trường hợp thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường để kiểm soát lạm phát kỳ vọng. Trong thời gian tới thì áp lực lạm phát vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu hiện diễn biến khó lường, giá lương thực thực phẩm, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng vận tải đặt ra những thách thức cho công tác quản lý điều hành giá từ nay đến cuối năm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền quản lý, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt các giải pháp đề ra tại công điện này và các giải pháp của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá từ đầu năm và theo dõi sát, nắm chắc tình hình để chủ động xử lý theo thẩm quyền phù hợp kịp thời, khoa học hiệu quả, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra, đảm bảo đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Thưa quý vị, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 vừa qua, em Đinh Huy Phong, học sinh lớp 12 chuyên toán, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Lai Châu, đã cố gắng học tập, trang bị kiến thức thật vững, tập trung luyện đề từ sớm để có thể phân bổ thời gian hợp lý và nắm được khả năng phản xạ với những câu hỏi khó, đồng thời xây dựng thời gian biểu hợp lý giữa việc học và nghỉ ngơi. Chính vì vậy, thành quả cho nỗ lực trong suốt quá trình học tập của Phong chính là danh hiệu thủ khoa khối A01 của tỉnh Lai Châu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, với cùng 9,4 điểm 2 môn toán, tiếng Anh và 9,25 điểm môn lý. Phong trở thành thí sinh cao điểm nhất của hội đồng thi tỉnh Lai Châu, 28,05 điểm. Tố chất thông minh, đặc biệt ở bộ môn toán và tiếng Anh, nên khi thi vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, em Đinh Huy Phong đã lựa chọn lớp chuyên toán, ham học hỏi, học đều ở tất cả các môn. Vậy nên trong suốt 3 năm học, thành tích học tập đều thuộc top đầu của khối. Đặc biệt hơn, em lại là thành viên đội tuyển học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh. Là giáo viên chủ nhiệm của học sinh Đinh Huy Phong thì tôi nhận thấy học sinh Huy Phong là học sinh luôn có ý thức học tập tốt. Em có khả năng nghiên cứu, tìm tòi để đưa ra những cách giải hay, hiệu quả, sáng tạo. Trong 3 năm học tập tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, em luôn có những thành tích xuất sắc, luôn có những kết quả học tập dẫn đầu khối, lớp. Trong lớp thì em luôn là hạt nhân để thúc đẩy phong trào học tập của lớp đi lên. Bản thân là giáo viên chủ nhiệm thì tôi rất vui, tự hào vì với những kết quả học tập mà em Phong đã đạt được. Đạt những thành tích đó, Huy Phong đã luôn đặt ra mục tiêu từ năm học để có thể chạm vào ước mơ tiếp nối truyền thống gia đình trở thành người chiến sĩ công an nhân dân. Với Phong, đam mê môn toán cũng là cơ sở giúp em học tập có tư duy nhanh và logic. Bước vào mỗi kỳ thi quan trọng, em đều cố gắng ôn luyện thật kỹ, tạo tâm lý thật thoải mái trong quá trình làm bài. Theo em thì để đạt kết quả cao trong học tập thì đầu tiên là trên lớp chúng ta phải chăm chú nghe giảng và tiếp thu sâu sắc những kiến thức mà thầy cô đã truyền dạy và nắm được kỹ những cái kiến thức trong sách giáo khoa. Tại vì những kiến thức trong đấy em nghĩ là rất đơn căn bản nhưng mà nó lại là nền tảng quan trọng để có thể làm được những câu vận dụng cao. Tiếp theo là em nghĩ là chúng ta nên bắt đầu luyện đề từ sớm để có thể
phân bổ thời gian hợp lý cho các câu và nắm được khả năng phản xạ. Và cuối cùng em nghĩ là nên có một thời gian biểu hợp lý để cân bằng giữa việc học và việc nghỉ ngơi. Gương mẫu trách nhiệm với các hoạt động phong trào chung của nhà trường, của lớp, Quy Phong hỗ trợ cho ban chấp hành đoàn trường, chi đoàn của lớp, cũng như cô giáo chủ nhiệm trong tổ chức các hoạt động học tập, phong trào tình nguyện, thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong học tập. Nhờ đó trong 3 năm học, em luôn được thầy cô tin tưởng, bạn bè yêu quý. Là bí thư chi đoàn và cũng là bạn cùng lớp 12 năm với Phong thì em thấy Phong là một người rất vui vẻ, hòa đồng với các bạn và luôn giúp đỡ bạn bè khi các bạn gặp khó khăn. Trong học tập thì bạn luôn nỗ lực hết mình, còn trong các hoạt động phong trào của trường và của lớp thì bạn cũng rất là nhiệt tình ạ. Em thấy Phong là một người khá thông minh và cũng rất là chăm học. Đây là điều mà em rất là ngưỡng mộ ở bạn. Trong thời gian học tập tại trường thì bạn luôn có kết quả học tập là đứng trong top đầu của lớp. Vậy nên là khi mà biết tin bạn được thủ khoa khối A01 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì em cũng không thấy bất ngờ, bởi vì đây là kết quả mà bạn xứng đáng nhận được sau thời gian cố gắng nỗ lực hết mình. Nỗ lực không ngừng nghỉ, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với tổng điểm là 28,5, Huy Phong xuất sắc trở thành thủ khoa khối A01 gồm tổ hợp các môn toán, vật lý, tiếng Anh của tỉnh. Điều đó góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục Lai Châu và là tấm gương sáng để các thế hệ học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn nối tiếp học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, tại vườn ươm quế giống của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Vân rộng hàng nghìn mét vuông ở bản Nậm Hạ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè đã có dấu hiệu núp bóng để khai thác nghiền khoáng sản. Nhận được phản ánh của người dân qua theo dõi nhiều ngày tại vườn ươm quế giống của doanh nghiệp Hồng Vân do bà Chu Hồng Vân làm chủ. Tuy là vườn ươm quế rộng nhưng phát hiện khu vực tập kết quặng đá và nhiều máy móc như là máy xúc, xe tải, máy nổ, hệ thống ống nước, bể lắng để khai thác và chế biến khoáng sản. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Đoàn công tác gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Can Hồ là ông Lý Trả Lối cùng cán bộ địa chính, lực lượng công an xã và nhóm phóng viên tiếp cận vườn ươm. Cổng vào vườn ươm được khóa chặt dù có nhân viên ở bên trong. Sau gần một tiếng đồng hồ gọi điện nhiều lần cho bà Vân, chủ vườn ươm quế giống, đề nghị mở cửa để cơ quan chức năng vào làm việc, nhưng vẫn không được. Đoàn công tác phải đi đường vòng, men theo khu vực lòng hồ để tiếp cận hiện trường. Tại đây, phát hiện rất nhiều quặng màu nâu cùng loại đá có màu trắng được đổ thành nhiều đống lớn trên bãi. Có loại đã xay nhỏ, có loại vẫn còn thô. Các loại khoáng sản được trộn lẫn với đất, lấy từ vườn ươm. Bên cạnh đó còn có các phương tiện và vật dụng như là máy nổ, máy xúc, bể lắng, hệ thống ống nước tại hiện trường. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực vườn ươm quế ở trên địa bàn xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, như quý vị và các bạn có thể thấy thì bên cạnh cái việc ươm quế thì có rất nhiều những cái máy móc, trang thiết bị để phục vụ cái công tác khai thác khoáng sản. Trên tay tôi đây đó là rất nhiều những cái viên quặng đã được để ở đây. Và theo phản ánh của người dân thì đã từ rất nhiều ngày hôm nay là hoạt động này đã diễn ra rồi. Và điều này đặt ra câu hỏi là có hay không việc núp bóng giữa hình thức là vườn ươm quế để khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời là cái việc là sử dụng đất để ươm cấp cây giống này đã được các cơ sở chức năng có thẩm quyền cấp hay chưa? Kiểm tra một khu vực gần vườn ươm cạnh dãy nhà kiên cố, đoàn công tác nhận thấy dấu hiệu một cửa hầm được che bằng tấm tôn. Tuy nhiên cửa hầm này đã bị đất đá đổ lên, cao bịt lại. Đứng từ đường 217 nhìn xuống, rất khó phát hiện bãi tập kết này, vì chung quanh được che chắn các vườn ươm quế. Chỉ đi theo lối bờ sông thì mới nhìn thấy rõ ràng. Đá thì người ta lấy đá ở đây mà, đá hồi trước hầm cũ của... Hầm vàng cũ ngày xưa, xong bây giờ nó xanh vàng ra, xong nó... Chắc là họ cũng chưa lấy hết, làm đường này, làm đường mới này chưa lấy hết, cho nên bây giờ họ mới bới lại thôi. Theo tìm hiểu được biết, khu vực khuôn viên vườn ươm quế sống rộng hàng ngàn mét vuông này, trước đây là điểm nóng về khai thác vàng trái phép, gây mất trật tự an ninh xã hội của xã Can Hồ và đã được huyện Mường Tè, chính quyền địa phương dẹp bỏ. Thế nhưng, khoảng một tháng nay, nhiều người dân cho biết có nhân công và các máy móc phục vụ cho hoạt động, nghiền, sàng lọc khoáng sản. Trước đó ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của xã Can Hồ cũng đã bất ngờ kiểm tra đột xuất vườn ươm, phát hiện 4 công nhân của vườn ươm đang sử dụng máy xúc, máy nổ, máy sàng để lọc và nghiền khoáng sản. Tổ công tác yêu cầu dừng hoạt động và lập biên bản. Tuy nhiên, các đối tượng không chịu hợp tác, không ký vào biên bản kiểm tra hiện trường. Vườn ươm quế giống này của bà Vân đã có khoảng 1 năm nay. Khu đất này thuộc xã quản lý.
bà Vân lên gặp xã trình bày xin được dùng khu đất này để làm vườn ươm giống. Xã cũng thấy điều đó có lợi cho bà con để phát triển kinh tế nên cho phép thực hiện. Xã và bà Vân chỉ thống nhất bằng miệng chứ không có văn bản nào. Còn thủ tục pháp lý như thế nào thì xã cũng chưa nắm được. Đó thì những cái thủ tục giấy tờ thì tôi cũng chưa được rõ lắm, nói thẳng là tôi cũng chưa được rõ. Trên giấy tờ thì để bản thống nhất để cho bà con như xã Can Hồ để cho trồng quế phát triển kinh tế xã hội, để cho xã mình cũng tất nhiên hiện tại vẫn còn nghèo. Nên doanh nghiệp vào thì chúng tôi sẽ nhất trí để cho trồng quế, ươm quế xong để phục vụ cho xã nhà. Vâng, cái này thì có cái văn bản nào doanh nghiệp Vân xin đất để làm ươm quế không, hay là chỉ nói mồm như thế nào ạ? Đây là trước khi bản thống nhất thì để cho ươm quế, để cho xã nhà, để cho bà Vân để doanh nghiệp vào. Nhưng mà bà Vân có văn bản cho xã không hay là như đối với va bản thì thực tế là xã cũng chưa có, để bản thống nhất với ở huyện thì xã cũng chưa rõ. Thời gian qua, huyện Sìn Hồ đã triển khai nhiều giải pháp trong xây dựng và phát triển các sản phẩm ô cốp, qua đó góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm, từng bước thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp vùng cao. Tính đến hết năm 2021, huyện đã xây dựng được 17 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp. Dự kiến trong năm 2022, huyện sẽ đăng ký thêm 12 sản phẩm. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp của huyện Sìn Hồ đã và đang có những bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, đảm bảo các điều kiện về nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và được khách hàng đánh giá cao, lựa chọn tin dùng. Trong thời gian qua, thị trấn Tam Đường đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Tam Đường có 21 cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Trong đó có 8 nhà nghỉ, 6 điểm kinh doanh karaoke, 4 điểm dịch vụ cầm đồ, 3 điểm photocopy. Qua công tác kiểm tra, các cơ sở kinh doanh có điều kiện cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh quy định trong ngành kinh doanh có điều kiện. Thông qua đó góp phần đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếng ngoài sau đây mời quý vị cùng đến với điểm những nội dung chính được phát sóng trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 92 năm dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng. Từ năm 2004 đến năm 2022, 18 năm đã qua dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần nỗ lực cố gắng vươn lên của đội ngũ cán bộ các cấp, công tác tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên nhân dân các dân tộc khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là có những đóng góp quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ đề ra. Với tất cả những kết quả đạt được, những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn truyền thống vẻ vang 92 năm công tác tuyên giáo của Đảng, toàn thể đội ngũ những cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, không ngừng vươn lên, vững chắc, chủ động, sáng tạo, hoàn thành trọng trách vinh quang mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng giao phó. Tại vườn ươm quế giống của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Vân rộng hàng ngàn mét vuông ở bản Nậm Hạ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè có dấu hiệu là núp bóng để khai thác nghiền khoáng sản trái phép. Theo đó, khu vực khuôn viên vườn ươm quế giống rộng hàng nghìn mét vuông này trước đây là điểm nóng về khai thác vàng trái phép, gây mất trật tự an ninh xã hội của xã Can Hồ và đã được huyện Mường Tè, chính quyền địa phương dẹp bỏ. Thế nhưng khoảng một tháng nay thì nhiều người dân cho biết có nhân công và các máy móc phục vụ cho hoạt động nghiền sàng lọc khoáng sản. Trước đó, ngày 21 tháng 7 năm 2022, đoàn công tác của xã Can Hồ cũng đã bất ngờ kiểm tra đột xuất vườn ươm, đã phát hiện 4 công nhân của vườn ươm đang sử dụng máy múc, máy nổ, máy sàng để lọc nghiền khoáng sản. Tổ công tác yêu cầu dừng hoạt động và lập biên bản, tuy nhiên các đối tượng không chịu hợp tác, không ký vào biên bản kiểm tra hiện trường. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp nên từ khi mà lực lượng công an chính quy về xã từ đầu năm 2020, công an xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu hồi trên 100 khẩu súng các loại, trong đó có 60 khẩu súng là kíp và súng hơi do bà con tự chế. Riêng 6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an xã đã thu hồi gần 45 khẩu súng tự chế các loại. Tại các bản phức tạp, công an xã đã trực tiếp tham mưu cho đảng ủy xã tổ chức họp bản tuyên truyền
đến từng trưởng bản, bố trí lực lượng công an viên đến từng nhà, gặp từng người, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ tác hại của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, để từ đó bà con tự giác giao nộp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi điểm những nội dung chính được phát sóng trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.